cái này, cái chùa này á là có cây giải mấy trăm năm nè, cây di sản vải thiều 300 năm tuổi. Nhiệt ơi nhiệt. Bán khô. Cái rằm tháng 7 này á, bà con người Việt á, người ta tháng cô hồn á, người ta cho đồ từ thiện nhiều lắm. Thì sắp tới rằm tới nè, ở bên Yến Sào Mai Vi Tệ mở hai cái bếp từ thiện đó, bếp cơm không đồng á, mà bếp cơm chay. Cô Mai Tuyết có gửi cái thông báo qua cho tôi, vậy tôi cũng có đăng ở trên cái trang Facebook của tôi đó, là mở hai cái bếp. Một cái bếp ở nhà cô Ngô Kim Trang, không biết phải không nhỉ, ở khu Sao Mai, ở ngay chợ, gần chợ Ti Tôn. Với một cái nữa, cái nữa tên gì quên tiếc, quên rồi, là mở một bếp nữa, cái bếp thứ nhì á, nằm ở Châu Lăng, ở Châu Lăng gần cái ngã ba, gần ngã ba xã Châu Lăng á, lên chút đối diện với cái nhà nghỉ của Hữu Hậu. Thì người ta mở hai cái bếp cơm từ thiện ở chỗ đó. Ngoài ra thì còn có một cái quán cơm thiện duyên. Thì ngày 14, 15, 29, 30 quán cơm thiện duyên người ta cũng cho cơm chay miễn phí, ăn tại chỗ hoặc là xin mang về. Thì bây giờ có hai cái bếp cũng có cái chức năng như vậy, cũng cho ngày 14, 15, 29, 30. Một cái bếp thì ở khu Sao Mai, còn cái bếp thì ở gần xã Châu Lăng. Thì để bữa nào mà tôi rảnh thì tôi đi đó, tôi quay cái chỗ, cái vị trí của hai cái bếp mới để cho bà con biết. Hai cái bếp mới là do được hỗ trợ ở của ở nhà Yến Sào Mai Huy Tệ, trong đó là có tên cô Mai Tuyết. Bà con nào mà có nhu cầu thì tới ngày đó thì ghé qua ba cái địa điểm đó. Thứ nhất là quán cơm thiện duyên, cái thứ nhì là một cái bếp ở bếp từ thiện, người ta sẽ mở trong vốn rằm này nè, là ở khu Sao Mai. Với một cái bếp nữa cũng cơm từ thiện, người ta mở ở gần xã Châu Lăng, ngang với nhà nghỉ Hữu Hậu.
để ghé chợ ăn xô cháo đậu. Cũng bốn mấy tới giờ cơm rồi mà thèm cháo đậu ăn. Ăn cháo đậu. Nhiêu cái là mất không? Cái này cái 5 triệu. Ôi. Hơi phim chụp hình. Ôi. Quảng cáo nữa, cháu lộn. Chưa lên Facebook. Cho chú một tô cháo đậu đen. Đậu đen nước dừa. Dạ, để cá nè. Cá lóc đi. Với một cái trời với một cái trứng vịt. Có mời gọi gì không? Có mời gọi gì không? Nói vô đây đi nè. Này hai quán cháo đậu ở Ti Tôn nha bà con. Trời ơi nó cháo đậu để nước dừa luôn. Ở đây là ở chợ Ti Tôn, ngay đầu chợ luôn. Chèo mà ai vô Ti Tôn chơi mà thèm cháo đậu này nọ ghé qua đây. Trời nó dạ vô cái nhà ở chỗ đó. Nó chiếu qua rồi. Ở đó có một cái quán cháo đậu, cháo lá dứa. Ở đây cũng có một cái cháo đậu thì người ta ăn với nước cốt dừa. Xong rồi có cá kho, có dừa mắm, có trứng muối. Này dưa mắm à.